Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của tôi Vương Tùng Quế. Thì hôm nay tiếp tục series video về nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sạch. Thì hôm nay tôi sẽ quay một cái video nữa giới thiệu cho mọi người một cái kỹ thuật để có thể là dễ dàng sử dụng những cái thiết bị đo thông dụng. Thì những nếu như mọi người đã xem những cái video trước thì mọi người đã biết được cái cách để chúng ta sử dụng cái máy đo pH Takemura cũng như là cái máy đo Isoy Hana trong cái việc đo dinh dưỡng đất, phân bón cũng như là những cái loại giá thể ở trạng thái rác. Thì hôm nay tôi sẽ sử dụng hai cái thiết bị đo khác, đó là cái máy đo độ mặn và cái máy đo combo pH và Isoy của dung dịch. Hai cái máy đo này là hai cái máy đo dạng dung dịch, dạng lỏng nha mọi người. Thì vật liệu mà chúng ta cần dùng ở đây là gì? Thứ nhất là một chai nước sạch, tốt nhất là nước Aquafina, bởi vì nước đó là pH gần như là bằng 7. Không nên dùng Vĩnh Hảo hay là những cái loại khoáng, bởi vì pH của nó sẽ có hơi tính kiềm chút thì nó sẽ không tốt để chúng ta lau chùi và rửa những cái đầu sen soi thế này. pH bằng 7 hoặc nước cấp là tuyệt vời nhất, chúng ta phun rửa những cái xịt những cái đầu đo trước khi qua đo những cái mẫu khác nhau. Và không thể thiếu đó là cái nguyên liệu hai chai dinh dưỡng sinh học GE Nha Đam mà chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất thành phẩm để có thể là cung cấp ra thị trường cũng như là ứng dụng ngay tại trang trại nắng và gió. GE Nha Đam thì tôi nói rất là nhiều trong những cái video trước rồi, thì hôm nay tôi cũng xin phép được nhắc lại một chút về cái sản phẩm này. GE Nha Đam là một sản phẩm được chiết xuất từ vỏ lá Nha Đam phụ phế phẩm từ nhà máy. Thay vì chúng ta đưa lên bãi phân, chúng ta đây là hệ thống của bãi phân ha. Chúng ta sử dụng cái phân bọt khô để phối trộn và ủ với lại cái vỏ lá Nha Đam để làm một cái loại phân bón dạng rắn để bón lót cho cây trồng và phân bò Nha Đam ủ hoai. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần thịt thừa với thải của vỏ lá, chúng ta có thể ủ lên men trong môi trường thiếu khí bằng cái hệ vi sinh vật. Thì nguồn gốc của cái GE Gigapass Enzyme này có nguồn gốc từ Thái Lan của một ông kỹ sư người Thái Lan. Ông ấy đã nghiên cứu và chiết xuất những cái loại enzyme sinh học trong cái quá trình mà ông ấy đã phân giải những cái loại vật chất hữu cơ, rác thải hữu cơ bằng rỉ mặt đường lên men trong vòng 3 tháng và 90 ngày. Thì cái GE này là cũng là một phần biết ơn công lao của ông ấy. Nhưng mà thời gian 90 ngày để cho ra thành phẩm thì cũng quá khá là lâu. Thế vì vậy thì trong những năm gần đây thì bản thân tôi cũng vậy, là sử dụng cái vi sinh vật bản địa hoặc là cái hệ vi sinh để tăng cường cái hoạt động cũng như là phân giải cái vật chất hữu cơ để rút ngắn thời gian xuống chỉ còn 20-30 ngày thôi. Thì đây là sản phẩm được ứng dụng của hệ vi sinh vật bản địa công nghệ sinh học để cho ra thành phẩm này. Và đây là cái dinh dưỡng GE Nha Đam, chúng ta có thể sử dụng cho vườn cây, giúp cây kháng khuẩn, kháng nắng cũng như là làm lành vết thương một cách tốt nhất từ cái chiết xuất từ cái vỏ lá Nha Đam. Đây là một dòng sản phẩm hảo hạng kết hợp với phân trùng quế nén viên để chúng ta sử dụng cho cái vườn lan của mình rất là tốt. Và tôi cũng đang sử dụng combo phân viên nén trùng quế và cái sản phẩm GE Nha Đam này cho cái vườn lan của nhà mình. Và cái sản phẩm thứ hai đó là cái GE chuối. Chúng tôi tận dụng những cái phụ phế phẩm từ chuối chín hư bỏ đi không sử dụng được để lên men và làm thành cái dung dịch GE chuối để cung cấp hàm lượng kali hữu hiệu gần 1% để làm phân bón dạng nước để phun xịt cho cây trái như táo ổi để kích thích cho cây trồng phát triển cũng như là bổ sung hàm lượng đa trung vi lượng và vi sinh vật có lợi cho cây. Và nếu chúng ta bón vào gốc hoặc tưới vào gốc thì cũng rất là tuyệt vời, thì vi sinh vật sẽ tiếp tục phân giải những cái hợp chất vô cơ hữu cơ trong đất để giúp cho rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Rồi chúng ta sẽ đo và so sánh hai cái dung dịch này. Đương nhiên hai cái dung dịch này với cơ chất khác nhau, một bên là Nha Đam, một bên là chuối, thì thứ nhất nó sẽ khác nhau về mùi, thứ hai về thành phần dinh dưỡng cũng như là những yếu tố về pH hay là Isoy cũng sẽ khác nhau. Và tôi sẽ đo và kiểm tra cho mọi người xem ha. Máy này thì tôi đã lau chùi sạch sẽ rồi, thì chúng ta chỉ cần đổ vào cái cốc hoặc cái ca chúng ta đo thôi. Rồi chúng ta đo một lần hai máy trùng lúc luôn để tiết kiệm thời gian, để không làm mất thời gian của mọi người. Rồi chúng ta bỏ nắp để tôi trải nghiệm cảm quan trước cho mọi người xem ha. Về màu sắc của cái dung dịch GE Nha Đam, nó có màu nâu đen đặc trưng, mùi thơm của rỉ mật lên men và một ít của cái mùi của cái lá Nha Đam đang lên men. Cái mùi này thì mọi người tự ngửi thì mới trải nghiệm được, chứ còn tôi nói thì khó diễn tả. Còn màu sắc thì mọi người thấy nó là màu nâu đen ha. Đây tôi sẽ rốt vào đây.
đó khởi động máy. Chúng ta sẽ khởi động hai cái máy này. Hai máy đều của hãng Hanna hết. Hãng này cũng khá là nổi tiếng trong các thiết bị đo cầm tay, cũng như là mấy cái loại máy đo bằng bàn. Rồi tôi sẽ đút vào bên trong, đợi trong vòng 30 giây nhé mọi người. 30 giây đến 1 phút để xem cái kết quả như thế nào. Thì kết quả hiển thị thì tôi sẽ chụp hình và post lên comment, mọi người có thể tham khảo ha. Thì trong quá trình chờ đợi thì chúng tôi sẽ nói một chút về cái nông nghiệp tuần hoàn. Tôi năm nay tôi nhấn mạnh rất là nhiều về cái nông nghiệp tuần hoàn. Nông nghiệp tuần hoàn nó có một cái lợi ích rất là tuyệt vời trong cái việc giảm thiểu phát thải chất thải ra môi trường gây ô nhiễm, cũng như là tận dụng những cái loại chất thải hữu cơ đó tái sử dụng làm phân bón, cũng như là những cái vật chất có khác phục vụ ngược trở lại cho những cái hạng mục sản xuất khác. Nông nghiệp tuần hoàn là cái mô hình nông nghiệp theo kiểu hình tròn khép kín, nhằm tăng tuổi thọ của sản phẩm, giảm thiểu tối đa cái chất thải thải ra môi trường và tận dụng những cái phụ phẩm bỏ đi để làm những cái giá trị gia tăng khác cho toàn bộ những cái mô hình có trong cái hệ thống hình tròn này. Nó khác hoàn toàn với cái nông nghiệp tiến tính cũng như là kinh tế tiến tính ngày xưa là cứ sản xuất thải thì nó là một cái đường thẳng, cứ sử dụng tài nguyên, chế biến, sản xuất, tạo ra sản phẩm cung cấp ra thị trường và không có quan tâm đến cái yếu tố bền vững và tạo ra không có bảo vệ môi trường thì thực sự rất là khó khăn, sẽ là một cái thiệt thòi lớn cho thế hệ tương lai của chúng ta và sẽ không có bền vững. Phát triển bền vững là phát triển không chỉ đáp ứng ở nhu cầu hiện tại của chúng ta mà còn đáp ứng được nhu cầu của thế hệ tương lai về tài nguyên, năng lượng, vật chất và những cái thứ khác. Rồi, thông số pH chúng ta đo được trong cái dung dịch này là 6,86 đối với dung dịch rượu Enyadam nha mọi người. Dung dịch rượu Enyadam pH là 6,86 ở nhiệt độ là 27,7 độ C, độ mặn là 4,6 phần ngàn. Tôi xin nhắc lại là cái kết quả đo thông số của dung dịch rượu Enyadam là 6,86, độ mặn là 4,6. Rồi chúng ta sẽ chuyển chế độ sang EC xem thử là nó bằng nhiêu. EC của dung dịch cũng giống như EC đất thôi, nó cũng chỉ thị cái độ dẫn điện, hàm lượng khoáng, ion có trong cái dung dịch, cơ chất, vật chất mà chúng ta muốn đo. Thì để cho mọi người hình dung được cái EC của dung dịch này cao hay thấp thì chúng ta sẽ so sánh với một cái EC của cái dung dịch phân bón lá cho dưa lưới. Thì cái dung dịch phân bón lá cho dưa lưới thì cái ngưỡng maximum mà tôi được biết á, một số công ty đa phần á, thì cái ngưỡng mà dinh dưỡng họ pha và sau đó họ đo thì EC có thể dao động từ 4 đến 5 microsiemens trên cm. Còn giai đoạn mà cây còn con á, thì khoảng tầm 1 chấm mấy thôi, nó thấp hơn. Và cái thông số EC của cái dung dịch rượu Enyadam là 7,78, chứng tỏ là cái hàm lượng khoáng của trong hàm lượng khoáng vi lượng có trong cái dung dịch rượu Enyadam này khá là cao, 7,78. Tôi sẽ chụp hình và post lên comment để mọi người xem kết quả ha. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ lau sạch, rửa sạch. Tôi sẽ đi rửa sạch và sau đó thì chúng ta sẽ đo rễ chuối ha. Đương nhiên sau khi rửa thì chúng ta sẽ sử dụng lấy giấy lụa để lau khô. Lau khô các thiết bị đo của chúng ta để tăng cái độ khách quan và chính xác khi mà đo những cái dung dịch khác. Mọi người nhớ ha, độ dẫn điện là khoảng tôi nói là như ta khoảng gần 7. Sắp tỷ 7 đi, pH là 6,8 của rượu Enyadam. Rồi chúng ta sẽ đo rượu chuối thử. Độ mặn là khoảng 4,6 phần ngàn. Tôi sẽ đổ vô lại và chán rửa cái ca này, sau đó sẽ đổ rễ chuối vào để đo. Mọi người nhớ những cái thông số của rễ nha đang mà chúng ta vừa đo để so sánh với lại cái rễ chuối có sự khác biệt gì không nhé. Đối với trong phòng lab á, thì những cái thao tác này chúng ta nên đeo khẩu trang hoặc đeo găng tay thì nó sẽ đảm bảo hơn, đặc biệt là trong cái mảng thực phẩm bắt buộc phải thực hiện là đeo khẩu trang trên tay, đội mũ bảo hộ để không cho bị tập trung. Rồi giờ mình sẽ tráng sơ cái ca này trước khi đổ dung dịch rễ chuối vào. Và đây là cái dung dịch rễ chuối nha mọi người,
kali hữu hiệu rất là cao và rất là tốt để chúng ta kích ngọt hữu cơ cho những cái loại cây ăn trái. Rễ chuối cũng có thể sử dụng cho vườn hoa, vườn lan, vườn kiểng của bạn rất là tốt. Nếu combo này sử dụng cùng với phong viên nén thì quá là tuyệt vời. Và chính tôi cũng đang sử dụng sản phẩm này tại nhà của mình. Và cảm quan màu sắc thì nó cũng có màu nâu đen đặc trưng. Mùi thơm lên men của chuối, mùi chuối rất là đậm. Rồi, chúng ta tắt máy và khởi động lại. Và sau đó bỏ vào, đợi trong vòng 30 giây xem kết quả ha. Mọi người nhớ cái thông số pH, ISO và độ mặn của cái gờ Enyadam nha. Tôi xin nhắc lại là hồi nãy tôi nhớ là pH là khoảng 6,8, ISO là khoảng gần bằng 7, sắp xỉ 7 đi, làm tròn đi, còn cái độ mặn là 4,6 phần ngàn. Rồi chúng ta sẽ đo cái thông số của cái GE chuối. pH cũng tương tự luôn, hai bên cũng 6,8 luôn, trên lệch không nhiều. Tuy nhiên độ mặn của gỡ chuối này sẽ cao hơn chút, đó là 6,8 phần ngàn, cao hơn 6,4-6 phần ngàn của gỡ nha đam. Lý do tại sao thì gỡ chuối cái hàm lượng khoáng sẽ cao hơn. Bản chất của chuối thì có rất là nhiều dinh dưỡng đa trung vi lượng, bản thân kali cũng là một ion kim loại rồi. Còn nha đam thì bản chất nó là thực vật, những cái hoạt tính dược liệu và lý hóa của nó thì sẽ rất là cao hơn. Còn đối với pH là 6,8, hai bên là như nhau nè. À, sẽ có sự khác biệt về độ dẫn điện. GE chuối dinh dưỡng sẽ cao hơn GE nha đam. Tôi xin nhấn mạnh là GE chuối sẽ dinh dưỡng cao hơn GE nha đam. Và chỉ thể cho thấy là 11,21, cao hơn gần 5 đơn vị so với cái GE nha đam. Bản thân kali hữu hiệu trong đó cũng là một yếu tố nâng cái độ ISO của dung dịch này lên rồi. Đó là những cái thông số mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người để chúng ta hình dung rõ ràng hơn về cách sử dụng cũng như là những cái phương pháp chúng ta xác định so sánh những cái loại phân bón cũng như là dinh dưỡng sinh học mà chúng ta chế biến. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau nói về kỹ thuật nông nghiệp và những cái vấn đề về trồng quế, phân bón và nông nghiệp tuần hoàn. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube Vương Trồng Quế, like, share và chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp. Bởi vì nông nghiệp chúng ta cần phải kết nối thì chúng ta mới có thể giao lưu và chia sẻ kiến thức với nhau và cùng nhau đi lên, đi xa được. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những cái video sau.